Chú Lê Trần một lần xin thân ái kính chào quý khán giả của Lý Đô Sài Gòn TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Ngày hôm nay với sự góp mặt rất là đặc biệt của các bạn trẻ, các em, những người hồng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những anh chị em trong quân đội của Hoa Kỳ, nhưng nguồn gốc của họ vẫn là nguồn gốc của con rồng cháu tiên, nguồn gốc của Trần Hưng Đạo, nguồn gốc của Lê Thánh Tôn. Một lần nữa, Julie rất là hân hạnh để có sự góp mặt của các em, những thành viên của hội UAVSA, chị nói đúng không? VAUSA. VAUSA viết tắt cho Vietnamese American Uniform Services Association. Viết tắt là VAUSA. Đây là một cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đã thành lập cũng trên 10 năm. Và đã cũng có những cái chương trình cũng như là những cái sinh hoạt rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay các em góp mặt để kêu gọi những bạn trẻ tham gia vào với những cái binh chủng mà hiện tại bây giờ họ đang muốn cố gắng để mà mời các em theo những cái binh chủng để mà biết được những cái quyền lợi cũng như là làm sao để mà mình trở thành một người công dân hữu ích cho xã hội. Bên cạnh Julie là Tố Nga, nhưng mà theo tiếng Anh thì cô ta sẽ được gọi là Tonga Trần. Tại vì Tố Nga thì nhiều khi chúng ta gọi vào hỏi Tố Nga thì không ai biết, phải không em? Dạ. Thành thử ra Tố Nga, nếu quý vị gọi vào thì vào để mà biết thêm chi tiết thì xin hỏi Tonga Trần. Tonga là với cái chức vụ là thượng sĩ, phải không ạ? Dạ, trung sĩ. Trung sĩ của lục quân. Dạ. Vâng, và bên cạnh Tố Nga là An Vũ, đã góp mặt trong chương trình Tết Kỳ Khoa Gia Đình và Xã Hội trước đây. Và An Vũ là có chức vụ là trung sĩ. Thượng sĩ. Thượng sĩ, chị cứ lộn hai em, thượng sĩ. Đây là trung sĩ và đây là thượng sĩ, cũng là thuộc binh chủng lục quân. Và bên cạnh đó là góp mặt đầu tiên trong chương trình là Sean Lê. Sean Lê là trung sĩ của binh chủng hải quân. Em là hiệp sĩ chị. Hiệp sĩ. Hiệp sĩ à? Ồ, chị đâu có biết là hiệp hải quân cũng có hiệp sĩ sao? Có chứ. Là knife hả? Knife of Columbus hay sao? Yeah, đúng rồi. Vietnamese American knife. Yes. Ngày hôm nay các em góp mặt trong chương trình để gửi tới cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta những cái nhu cầu mà hiện tại bây giờ binh chủng lục quân cũng đang muốn mời gọi các bạn trẻ tham gia vào với ngành binh chủng lục quân. Tố Nga đã tham gia vào binh chủng này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em đi lính được 10 năm rồi chị. Wow, 10 năm, cho trông mặt trẻ quá. Vậy lúc nào em đi lính là em năm mười mấy tuổi hả? Dạ không, lúc em đi lính là em 24 tuổi. 24 tuổi. Dạ. Như vậy thì khi mà em, lý do gì mà em quyết định là một người phụ nữ? Mà thay vì em đi học những cái ngành giống như là với phụ nữ mà em lại chọn lựa chọn là đi vào cái ngành lục quân? Dạ, em lớn lên trong gia đình của sĩ quan, ba em là sĩ quan Đà Lạt ở Việt Nam, cho nên là cứ lúc nhỏ em cứ hay thấy ba coi tivi về lính rồi này kia, cho nên có lẽ là nó sống trong con người của em từ nhỏ đến lớn, cho nên khi mà em đi học đại học ra rồi thì em cảm thấy em muốn đi lính, có gì đó nó khác hơn những cái công việc bên ngoài. Em có thể phục vụ đất nước mà thứ hai cho em cơ hội để sáng tạo một tương lai mới. Như vậy khi em đi tham gia vào lục quân thì lúc đó là em đã xong đại học chưa hay là em mới bắt đầu vào đại học? Dạ em xong đại học rồi. Như thế thì khi mà vào lục quân rồi em có học tiếp tục không hay là tới lúc đó thì em đi thẳng vào cái ngành của em với lục quân? Dạ em đi thẳng vào cái ngành của em. Nhưng mà nó cũng cứ cho em khuyến khích em đi học thêm lên thạc sĩ, nhưng mà tại vì em chưa có định hướng được là em muốn học gì. Em học về ngành gì? Dạ em học về kinh tế, học finance với accounting. I see. Economy and finance. Dạ, finance với accounting. Vâng, thưa quý vị, là một người phụ nữ Việt Nam đã ra trường đại học rồi, nhưng vì theo tiếng gọi của cha ông để mà gia nhập vào quân ngũ. Wow, that's very deep. Còn An, nếu mà chị nhớ không lầm, em đi cũng 10 trên 10 năm rồi phải không? Dạ, đúng gia rồi, nhập chị. Vào bên chủng cũng trên 10 năm. Dạ, đúng rồi. Và An đặc biệt là có hai con nhỏ, hai con rất là nhỏ mà vẫn tiếp tục để mà theo cái nguyện vọng của mình để trở thành một người lính. Và
có cùng một cái tiếng gọi giống như của Tố Nga không, hay là vì lý do gì mà em đi theo quân đội? Thưa chị, thưa khán giả đài Little Saigon TV, thì của em thì hơi khác một chút là em qua Mỹ cũng trễ, thì lúc em 17 tuổi thì học high school 1.5 năm, and then em đi học OCC được 1 năm, and then giống như em thấy không có định hướng, rồi em mới sit down nói chuyện với recruiter. Thì do đó thì you know, được cho lo cho chỗ ăn chỗ ở, xem time được cho tiền đi học đi nọ. Thì hồi xưa giống như là em không có giống như recruiter người Việt như là chị Nga hay là Son đây, giống như là ngồi xuống nói cặn kẽ về benefit. Thì em đi, and then sau này sau đó vô trong đó mới tìm hiểu, mới biết được hết cái benefit. Then có vợ ở trong, lúc em ở trong Army. Thì cho khán giả biết, là cho chị biết là mình đi lính ở Mỹ không phải là đi như lính ở Việt Nam là đi mấy năm mới về. Mình chỉ đi học cái nghề của mình làm, đi 3 tháng nguyên trường học cái nghề của mình làm. Để sau đó mình về mình vẫn làm như công việc bình thường, sáng đi chiều về thôi. Wow, mặc dù là em vẫn còn tại ngũ và vẫn còn trong quân đội và vẫn còn theo những cái sự huấn luyện. Vẫn tiếp tục có những cái lớp huấn luyện của quân đội. Còn Sean, đây là lần đầu tiên Sean góp mặt trong chương trình thưa quý vị, nhưng mà chưa gì mà ông đã đòi làm hiệp sĩ rồi chứ không chứ không có muốn làm trung sĩ. Còn Sean thì sao? Sean có thể chia sẻ với quý khán thính giả là cơ duyên gì mà đã đưa đẩy em trở thành một người lính hải quân? Dạ thì trong này thì ba người chúng em thì em là già nhất trong đây. Vậy em đi, sao? Em đi cũng được 18 năm rồi. Wow. Dạ. Thì hèn gì? cái động lực mà để cho em đi lính thì đã có từ hồi nhỏ rồi. Trước khi mà qua Mỹ thì hồi nhỏ thì ba em rất là thích nghe nhạc lính. Thì em coi những cái chương trình giống như ca sĩ Tuấn Vũ này kia, rồi Nhật Trường, và Dư Khánh rồi kia, em coi em rất là mê. Thì em thích lính từ hồi xưa rồi. Thì khi mà em qua đây thì lúc đó em 12 tuổi. Thì em định cư ở tiểu bang Minnesota. Nó lạnh lẽo lắm. Thì lúc đó khi mà mình tốt nghiệp trung học rồi thì em lúc đó em không biết là mình đang làm cái gì. Và mình đi học thì cha mẹ lúc nào cũng muốn con cái mình thành công đúng không ạ? Cho nên là cũng đôi khi cũng tạo áp lực lắm. Và sau khi mà em học xong trung học thì em cảm thấy cũng hơi mệt mỏi. Em muốn take a break. Rồi thì một phần là em cũng cái lý do chính là em là một người rất là biết ơn. Thì mà khi mà gia đình em qua đây á, nhà thì không có giàu có gì, rất là nghèo, nhưng mà được trợ cấp của chính phủ, cho nên là em cảm thấy là em phải làm một cái gì đó để mà trả ơn lại cái đất nước này. Đó là cái lý do chính mà em đi lính. Wow, thưa quý vị thấy không? Đa số những bạn trẻ đi gia nhập vào quân đội cũng vì là những tiếng gọi của từ cha mẹ, của từ cha ông. Riêng cá nhân Julie cũng rất là mê những bài hát lính, nhưng mà có lẽ là không có tiếng gọi. Chưa có đủ tiếng gọi để mà gia nhập vào quân ngũ, cho nên vì thế giống như Julie thường hay nói đó, ngày xưa ở Việt Nam á, thì nếu mà các em còn nhớ là hay người ta hay có những cái bài hát là được làm người yêu của lính. Nếu em không là người yêu của lính thì em làm sao có những cái buổi để có những nghe những câu chuyện của lính. Nhưng mà đặc biệt Julie có một cái hình ảnh là được làm chị của lính. Nhất là các em trong hội VAUSA, đối với Julie các em rất là gần gũi, và các em không khác gì những người em trai, những người em gái của cá nhân Julie. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để các em có thể chia sẻ với quý vị là trong cái đời sống quân ngũ, cũng như là trong lúc huấn luyện, trong những lúc mà đi học tập như vậy, các em đã học hỏi được những gì, và họ đã giúp cho các em định hướng tương lai của mình như thế nào, để khi các con em của quý vị có ý định là muốn tham gia vào bất cứ một binh chủng nào thì đây là những người bạn trẻ có thể giúp cho các con em của quý vị để mà có thể quyết định và nhắm cho mình một cái tương lai, nhắm cho mình được cái đường đi mà sau này các em có thể trưởng thành, thành công và là một người công dân tốt trong xã hội, cũng như là như Sean là để đền ơn lại cho người dân Hoa Kỳ. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.